Trong không khí sôi động của ngày hội, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia các hoạt động tập thể, văn hóa văn nghệ, các trò chơi mang đến cho cán bộ đoàn viên tinh thần phấn khởi, đoàn kết, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt đoàn. Được tham gia tổ chức chương trình ngày hội cán bộ đoàn viên thanh niên thì đây là một cái chương trình rất là vui và phấn khởi, là dịp để cho các cán bộ đoàn trên toàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác đoàn. Tại ngày hội, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Sơn La đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn. Cùng với sự vận động và phát triển chung của tuổi trẻ cả nước, các thế hệ đoàn viên, hội viên thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La đã tiếp bước, không ngừng cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp sức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên. Trong thời gian tới, trong cái điều kiện mà chúng ta đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm những cách làm hay, ngay giải pháp mới để có những hoạt động nâng cao các kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, để thu hút đoàn viên thanh niên vào trong các hoạt động của đoàn. Ngày hội cán bộ đoàn viên là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thúc đẩy phong trào thanh niên, tạo động lực để các cán bộ đoàn viên có tinh thần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phát huy sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ.